Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một căn lâu đài tình ái rất là dễ thương luôn đó. Và căn nhà này á, thật sự là rất là đẹp và rất là tuyệt vời dành đến cho cô chú anh chị. Nằm trên trục đường chính là Đinh Đức Thiện, từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 2 km thôi. Và xung quanh có đầy đủ chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và điều đặc biệt của căn nhà này đó là nằm trong khu vực khu đô thị mới 5 sao, một khu đáng sống, một khu sinh thái rất là tuyệt vời, vừa an cư, đầu tư và đầu cơ rất là ok luôn. Thì căn nhà này á, là nằm trên trục đường số 5, đường Sinh và gần ngay khu công viên đó, nên rất là thoải mái và rất là tuyệt vời luôn. Thì căn nhà này là gọi là lâu đài tình ái, là kiểu kiến trúc kiểu lâu đài với một cái diện tích là ngang 6, dài 15, 90m² và nhân lên cho 3 sàn. Wow, quá tuyệt vời luôn đó. Và còn một cái sàn trên nữa là 4 sàn, rất là tuyệt vời cho gia đình mình, với kiến trúc là kiểu lâu đài châu Âu rất là dễ thương. Với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và sân trước, sân sau, giếng trời. Có một cái phòng thờ và 2 sân thượng rất là thoải mái luôn. Cô chú anh chị thấy đường trước nhà đây là đường 10m chắn nhựa, xe hơi xe tải đi rất là tuyệt vời, rất là thoải mái luôn, hai xe tránh nhau luôn. Và căn nhà này với hướng là hướng nam, thuộc về đông tứ mệnh đó, đông tứ mệnh dành đến cho cô chú anh chị. Diện tích là 6, dài 15, rất là đẹp luôn, tặng full hết nội thất cho gia đình mình với giá chỉ hơn 4 tỷ xíu thôi. Cô chú anh chị mình xem hết video, kết cấu của căn nhà là một trệt 3 lầu rất là dễ thương cho gia đình mình. Kiên cố bê tông cốt thép, có bản vẽ thiết kế xây dựng và ép cọc bê tông là 7m, nhồi 2 cọc là 14m, rất là tuyệt vời cho gia đình mình luôn. Đó, tường đà riêng, cột riêng, bê tông cốt thép 100%. Vỉa hè ở đây của mình là 3m và có những cái hàng điệp rất là đẹp và rất là dễ thương cho gia đình mình. Đó. Và ở đây thì cô chú anh chị về ở với một cái không gian, không khí sống rất là thoải mái, do 70% là cây xanh và 30% là mật độ xây dựng. Và nhà cửa đã được phủ rất là đông vui rồi ha, cô chú anh chị nha. Về buổi tối thì buổi chiều, buổi tối cô chú anh chị hoặc là những bé nhỏ mình có thể tập thể dục, đạp xe đạp, chơi ba tin hoặc là đá banh ở đây rất là thoải mái luôn. Và ở đây cũng có sân banh, sân tennis nên gia đình mình về ở rất là thuận tiện luôn. Và ở đây là mặt tiền đường 10m, cô chú anh chị mình có thể là kinh doanh, mua bán. Đó, mình có thể là ở đây là mình bán tạp hóa nè, rồi mình có thể bán cà phê. Ở đây có tiệm sửa xe đầy đủ hết cho gia đình mình nha. Đó, đường xá thì vỉa hè rất là đẹp luôn. Khu này là khu mộng mơ nha cô chú anh chị nha. Nguyên một cái biệt thự bán cà phê, nguyên cái biệt thự bán cà phê. Và trước nhà đây là một cái view công viên nha cô chú anh chị, view công viên rất là dễ thương. Rồi thì căn nhà của mình á, thì trước cổng nhà với một lớp cửa 4 cánh rất là đẹp luôn, cửa cổng 4 cánh. Và nhà với 3 hệ thống lớp cửa, bên Tâm vừa mới hoàn thiện, vừa mới chào cho cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. 3 lớp cửa, cửa cổng, cửa cuốn và cửa nhôm sinh pha kiến cường lực dày 12 ly, rất rất là tuyệt vời cho gia đình mình. Đấy cô chú anh chị nha, với tông màu màu trắng làm nên sự nổi bật của căn nhà. Với hơn 4 tỷ thôi, cô chú anh chị mình xem hết video Tâm sẽ báo giá. Và so với một căn nhà ở trung tâm thành phố như quận Bình Tân hoặc là quận Tân Bình hoặc là những quận trung tâm thì giá của căn nhà này chỉ bằng 1/10 so với tất cả các quận à, cô chú anh chị nha. Và được một cái view sinh thái nữa, đây gọi là một cái view sân vườn rất là dễ thương luôn cô chú anh chị nha. Cửa đây là cửa cắt sắt CNC rất là đẹp luôn. Đó, rồi đây là cái sân trước của nhà mình. Sân trước nhà mình, cô chú anh chị mình có thể là để ô tô, rất là tiện luôn. Mở hết ra cửa rất là rộng và rất là thoáng luôn cho gia đình mình nha. Đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng biệt luôn. Và ở đây cô chú anh chị mình không cần phải tốn bất kỳ chi phí nào hết, chỉ tốn về điện, nước, wifi và tiền rác thôi. Đó là những chi phí thiết yếu. Và chắc chắn là cô chú anh chị sống ở đâu cũng phải tốn những cái chi phí đó. Nhưng mà được cái là không tốn về chi phí bảo vệ nè, chi phí quản lý nè, rồi là chi phí trồng cây xanh nữa thì rất là tuyệt vời rồi ha. Rồi đây là sân trước nhà mình là 3m, được ốp gạch chống trơn trượt và có một cái không gian sống rất là dễ thương cô chú anh chị nha. Không gian sống cực kỳ là tuyệt vời với những cái chậu cây bên Tâm đã trồng hết cho gia đình mình và thác nước róc rách. Khi mà cô chú anh chị mình về
làm việc mệt mỏi, nghe những tiếng nước róc rách như vậy, đây là một cái âm thanh thiền, thiền định trong giới nhà Phật, thì giúp cho mình có một cái cảm giác thư thái, giúp cho mình có một cái sự trầm lắng và thoải mái sau những giờ làm việc vất vả. Rồi ở đây thì có được là một cái vách cô chú anh chị Tâm đã gắn đá rất là đẹp luôn, và gắn đá ở đây cô chú anh chị thấy là bên Tâm với hai màu chủ đạo rất là dễ thương, và trồng những cây nguyệt quế với những cái cây trúc quân tử đưa đến cho gia đình mình rất là dễ thương luôn. Rồi tiếp đến là mặt dựng, cô chú anh chị thấy không, bên Tâm đã làm những cái đường nét chạy chỉ rất là dễ thương cho gia đình mình, tặng full hết nội thất cho gia đình mình nha. Rồi tiếp đến là lớp cửa cuốn của Đức, rất là nhẹ nhàng và rất là êm ái cho gia đình mình, tạo một cái không gian và không khí rất là an toàn cho gia đình mình. Những cô chú lớn tuổi mình hay sợ này sợ kia đó, nhưng mà ở đây thì cô chú anh chị mình yên tâm, do là nhà mình nằm trong khu đô thị mới năm sau, cũng giống như là một cái khu Phú Mỹ Hưng, có bảo vệ 24/24, camera đầy đủ hết, và hệ thống cơ sở hạ tầng đường trước nhà thông thoáng hết nên rất là yên tâm. Rồi đây là cửa rất là to luôn, cửa kiến cường lực dày 12 ly đó, và nhôm sinh pha đầy đủ hết. Rồi mà cả gia đình mình vào bên trong không gian của phòng khách, thì không gian của phòng khách đây là bộ mặt của gia chủ nên rất là đẹp luôn. Thì bên trên thì Tâm đã làm một cái bộ đèn đó, đèn đây là đèn của Ai Cập cổ đại rất là dễ thương, pha lê rất là đẹp luôn. Rồi ở bên dưới thì Tâm ốp là đá bóng kiến là 80 x 80, vân đây là vân cẩm thạch nha cô chú anh chị, nên nhìn rất là sang và nổi bật cả căn nhà của mình, không những phòng khách mà phòng bếp và tất cả những phòng ngủ nữa rất là nổi bật luôn. Rồi bên tay trái Tâm đây là một hệ thống tủ với những ngăn kệ, và bên Tâm cũng là set up là cho gia đình mình là những cái đèn led rất là đẹp và rất là sang luôn, và nguyên một cái quầy tủ rượu nè, mình có thể để những cái chai rượu hoặc là mình để những cái bông rất là dễ thương luôn cho gia đình mình. Và đây là kệ tivi với hệ thống cáp đầy đủ hết, ổ cắm cho gia đình mình. Và khúc này thì là những ngăn để cô chú anh chị mình có thể là để những cái chậu cây trồng trong nhà, tăng thêm trường sinh khí cho gia đình mình. Rồi thì ở đây thì có những cái học tủ để mình có thể là để đồ vật dụng tư trang đó cô chú anh chị nha. Rồi bên tay phải Tâm đây là được ốp gỗ rất là đẹp với cắt CNC phủ nhũ vàng rất là đẹp luôn. Đây là tủ để giày dép cho gia đình mình, hoặc là mình có thể để đây là những cái nón bảo hiểm rất là tiện luôn. Đấy, thì Tâm còn một bộ sofa dành đến cho gia đình mình nữa, bằng da rất là đẹp luôn, tặng full hết cho gia đình mình nên rất là yên tâm nha. Rồi ở khu vực đây thì có tủ cầu thang ở dưới cầu thang nha, có tủ kính, và những cái ngăn này mình có thể là trang trí để đồ rất là tuyệt vời luôn. Và cam kết với cô chú anh chị là ở đây có những chị em phụ nữ nào mà có mắt thẩm mỹ để rất là dễ thương luôn, những chai rượu ngâm, những chai những cái quà lưu niệm thì rất là tuyệt vời với hệ thống tủ kính đó. Rồi vào bên trong một xíu thì cô chú anh chị mình thấy là cũng có rất là nhiều hệ thống tủ và ngăn, tha hồ cho gia đình mình có thể là để đồ trang trí để tăng thêm phần sinh động cho căn nhà của mình, rất là tuyệt vời nha. Để cái những cái tấm hình lưu niệm thì quá là ok luôn đó. Rồi vào bên trong không gian của bếp thì cô chú anh chị thấy là một cái bàn ăn bên Tâm đã lựa chọn và đưa đến cho gia đình mình, giống như là ở khu sinh thái đó, bàn ăn bằng gỗ nha, mặt đây bằng gỗ nguyên khối luôn, và những bộ ghế gỗ để cho gia đình mình có được một cái không khí hòa vào với thiên nhiên quá là tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Đây bàn gỗ nè, rất là đẹp luôn, nguyên khối luôn cho gia đình mình. Rồi ở đây thì không gian đây là không gian bếp, thì cô chú anh chị thấy hệ thống tủ đây, mình có thể để dầu ăn rồi nước tương đầy đủ hết, ngũ vị ở đây hết, và nguyên một cái hệ thống tủ bếp ở đây bên Tâm làm là nguyên một cái thành phố đó, nguyên một thành phố Malaysia rất là đẹp luôn đó. Và ở đây là kính cường lực nha, kính cường lực màu và có hình ảnh bên trong rất là tuyệt vời. Rồi đây mặt bếp cô chú anh chị thấy 20 rất là dày luôn, là nguyên một khối luôn nha đó, xé miếng kiến ra là mình có thể là để lên ở đây thì quá là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Bồn inox đây là bồn inox 304, hệ thống tủ trên có trợ lực trợ năng hết đàng hoàng cho gia đình mình. Và ở đây thì cô chú anh chị mình có được một cái khay
bằng inox để mình có thể là để đồ, và khi mà rửa bát rửa chén thì mình có thể là để đây để nước nó lắng xuống dưới. Nước ở đây cực mạnh luôn cô chú anh chị, nước ở đây cực mạnh luôn. Và nhà vệ sinh không những phòng khách đẹp mà phòng bếp thì quá là tuyệt vời, nhà vệ sinh còn tuyệt vời hơn nữa nha cô chú anh chị. Ở bên trên thì tôi gia đình mình thấy là hệ thống trần thạch cao và đèn led với những cái đèn trần pha lê rất rất là ánh kim, rất là đẹp luôn. Ở dưới cầu thang ở ngoài thì có một cái lớp tủ đó, ở đây thì cũng có một lớp tủ nữa nè cô chú anh chị nha, hai bên đều có lớp tủ và để chăn ga gối nệm đầy đủ hết cho gia đình mình rồi đó, chuẩn bị hết nha. Đấy, rất là nhiều hệ thống tủ nên mình để đồ thoải mái luôn đó. Và những ngăn này cho chị em phụ nữ nào mà thích chỗ tài nấu nướng thì là quá tuyệt vời luôn. Và đối diện với là không gian bếp thì có là một cái khu vực bên Tâm đã chuẩn bị cho gia đình mình là kiến cắt giác. Với tác dụng của kiến cắt giác này là nhìn vào không gian của nhà nó rất là rộng rãi, rất là thoáng mát và nhìn có một cái chiều sâu nên rất là tuyệt vời cho gia đình mình nha. Rồi, mời cả gia đình mình vào bên trong không gian của nhà bếp. Và ở bên sau nữa là phần sân sau giếng trời. Thì điều tuyệt vời của căn nhà này á, tất cả xây dựng kiểu mới bây giờ đều phải có chừa trước, chừa sau. Chừa sau để làm giếng trời và lối thoát hiểm cho gia đình mình, nên là rất là yên tâm về độ an toàn đó. Và nếu mà có trường hợp ở giống như thành phố thì hay cháy nổ do là đất chật người đông, còn ở đây thì cô chú anh chị mình yên tâm không bị cháy nổ nha cô chú anh chị nha. Rồi, ở khu vực đây có một cái cửa kiến lùa rồi hai cánh, thì để mà mình vào bên trong sân sau đó, để vào bên trong sân sau. Sân sau bên Tâm cũng là 2m và đã ốp gạch chống trơn trượt hết rồi. Khu vực đây là để mình có thể là trồng cây và ốp đá hết 100% nha, đá hết 100% cho gia đình mình, có vòi nước để mình tưới sân tưới xe và tưới ở đây tưới cây đó, rất là tuyệt vời luôn cho gia đình mình. Rồi, đây là một cái không gian của phòng nhà vệ sinh như khách sạn 5 sao. Rất là tuyệt vời nha, bồn cầu liền khói chưa ai sử dụng nè, máy massage, máy phun nước, vòi phun mây, và điều đặc biệt nữa là có để chờ sẵn ống chờ nóng lạnh hết đó, quan nóng và lạnh hết cho gia đình mình. Và đây bộ lavabo vuông như là một cái khách sạn nha. Và điều đặc biệt nữa, kính đây là kính cảm ứng cô chú anh chị nha, rất là tuyệt vời khi mà điện đài lên thì đó cảm ứng hết. Và vòi đây, vòi như khách sạn rất là mạnh nha cô chú anh chị, vòi bằng đồng để tạo cảm giác cho mình là sự sang trọng và như một cái khách sạn 5 sao, về ở thì rất là tuyệt vời luôn. Và bồn đây bên Tâm cũng thiết kế là có tủ hết nè đó, cho gia đình mình có kệ tủ hết. Và ở đây thì có được là mặt đá hoa cương nên rất rất là dày luôn. Và tất cả hệ thống gạch ở đây bên Tâm được ốp lên tới trần, và gạch đây là gạch mờ nên cô chú anh chị mình rất thấy rất là sang luôn và bền theo thời gian. Và đây thì đều có là cửa sổ thông gió để cho gia đình mình khi mà chút bầu tâm sự á thì mình cảm thấy rất là thoải mái và rất là êm. Có những cô chị em phụ nữ nào mà vệ sinh lâu á thì ở đây muốn không muốn ra luôn nha. Đó, rất là tuyệt vời. Và bên trên thì Tâm đã làm tôn sáng hết cho gia đình mình rồi nên rất là thoải mái và đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Rồi, mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà. Thì khi lên lầu 1 của căn nhà với hệ thống cầu thang thì tay vịn bằng gỗ căm xe nguyên một khối luôn nha cô chú anh chị, cực đẹp luôn, với những cái họa tiết hoa văn là hoa sen cho gia đình mình. Đây là bục đá hoa cương, đây bục đá hoa cương nguyên một khối luôn. Và ở đây kiến cường lực cô chú anh chị thấy không, dày 8 ly nè đó, kiến cường lực rất rất là dày luôn cho gia đình mình sự an toàn. Có những cô chú lớn tuổi hoặc là bé nhỏ hay chạy giỡn ở trên cầu thang thì rất là tuyệt vời, kiến cường lực. Và ở đây thì những bục đá hoa cương dài đến 1m2 nên là đi rất là thoải mái. Mời gia đình mình cùng lên trên lầu. Và hiện tại Tâm đang đứng trên lầu 1 của căn nhà. Thì lầu 1 của căn nhà với hệ thống cầu thang cô chú anh chị đi lên rất là thoải mái, và những bục đá hoa cương đều là dày 20 hết nha cô chú anh chị, nên rất rất là tuyệt vời. Đây thì ở đây thì có một cái chiếu nghỉ, những đồng tiền lúc nào mình cũng đi trên đồng tiền, lúc nào cũng chiêu được tài lộc hết thì quá là tuyệt vời rồi, gạch đồng tiền nha. Rồi, mời gia đình mình sẽ vào bên trong không gian của căn phòng ngủ thứ nhất với hệ thống nhà vệ sinh khép kín và tất cả đều có nội thất hết, tặng full 100% luôn cho gia đình mình nha.
Thì đây là phòng ngủ dài 25 m², đó, rộng 25 m² với hệ thống tủ âm 100%, tủ đây cao đến là 2m2, đó, đầy đủ hết cho gia đình mình luôn, tủ ông, tủ bà, đó, cho gia đình mình rất rất là tuyệt vời và đầy đủ hết những nơi để mình có thể để vật dụng. Và căn nhà này trước là mặt tiền là 10m và đằng sau có giếng chờ nên lúc nào tất cả hệ thống phòng ngủ đều có cửa sổ hết. Đây là cửa sổ ba cánh, rất là đẹp luôn cho gia đình mình để có được một cái không gian sống và không khí trong lành cho gia đình mình. Rồi đây thì có là một cái giường ngủ có ra niệm hết đầy đủ hết 100% cho gia đình mình rồi. Đây giường đây là 1m82, quá là ok luôn, nhún nhảy thoải mái nha cô chú anh chị nha. Ở bên trên thì Tâm cũng đã làm nhựa PDF rồi, rất là đẹp và sang, và có được là nơi để máy giặt, máy lạnh luôn, đầy đủ hết cho gia đình mình. Và ở đây thì cô chú anh chị về ở một căn nhà rất rất là thoải mái luôn. Và điều đặc biệt nữa là tất cả đều có hệ thống đèn led, đèn lon cho gia đình mình nên rất là sáng luôn. Và đối diện với lại giường ngủ của mình thì có được là kệ tivi, bên Tâm đã chuẩn bị hết cho gia đình mình rồi. Bàn trang điểm, đó, bàn trang điểm dành cho những quý cô và quý bà thích trang điểm, thích làm đẹp đây, rất là tuyệt vời, rất là ok. Và ở đây thì có một cái kệ tivi nè, và cũng ốp nhựa PDF hết cho gia đình mình rồi. Bên trên thì có một cái ngăn để gia đình mình có thể để những cái lo âm ly, quá là ok luôn. Và tất cả cửa sổ bên Tâm đều tặng rèm cửa hết cho gia đình mình rồi nên là rất rất là tuyệt vời nha. Rồi, và mời cả gia đình mình vào bên trong không gian của nhà vệ sinh bên trong của căn nhà. Thì không gian nhà vệ sinh bên trong đây là hộp, đây bồn cầu, đây là bồn cầu vuông, và tất cả đi đâu cô chú anh chị mình cũng thấy đồng tiền hết ha, đi đâu mình cũng thấy đồng tiền hết, thì tạo cho mình một cái năng lượng kiếm tiền thật nhiều nha cô chú anh chị, rất là tuyệt vời. Và ở đây thì có một cái bệ massage và phun mưa đầy đủ hết với vòi sen inox hết 100%, đây là hàng nhập khẩu nha cô chú anh chị. Rồi đây là bồn lavabo, đó, nước đây rất là mạnh luôn, và cho cô chú anh chị mình kiểm tra từ dưới lên trên, hệ thống nước đều rất là mạnh và có bồn nước đầy đủ hết cho gia đình mình, xoay gương đầy đủ luôn cho gia đình mình nha. Rồi thì tất cả hệ thống cửa đều là nhôm sinh pha kiến cường lực. Và khi mà cô chú anh chị mình mua một căn nhà với một cái thiết kế và với một cái khu đẳng cấp thì mời bạn bè người thân đến chơi thì quá là tuyệt vời luôn, họ sẽ rất là trầm trồ khen gia đình mình có được một căn nhà đẹp. Ở đây thì gạch bên Tâm cũng là gạch vân gỗ hết luôn nha, rất là sang luôn cho gia đình mình. Và vân gỗ này á, là rất là sạch nè, và cũng cảm giác là có một cái sự trầm tính ở một cái khu mà trầm tính rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Hệ thống CB đây cô chú anh chị nha, đó, rất là tuyệt vời, mỗi tầng là một CB riêng biệt, quá là ok luôn. Rồi đây là phòng ngủ thứ hai dành đến cho gia đình mình. Thì phòng ngủ này cũng như phòng ngủ vừa nãy Tâm vừa giới thiệu luôn là 25 m², đầy đủ hết tủ đã đưa đến cho gia đình mình làm cái máy lạnh luôn, tủ rất là đẹp luôn, và giường ngủ khép kín luôn nha cô chú anh chị nha. Giường ngủ đây là 1m82, rất là tuyệt vời luôn. Đối diện giường ngủ thì cũng có kệ tivi, với bên Tâm cũng đã ốp nhựa PDF rất là đẹp luôn, và có ổ cắm tivi đầy đủ hết, rất là tuyệt vời. Đó cô chú anh chị về mình có thể cho thuê văn phòng, mình có thể là để ở thì quá là ok, không cần phải bàn luôn. Rồi ở đây thì ban công trước nhà mình, đó, ban công trước nhà mình tất cả bên Tâm là làm bằng đá hoa cương và có đèn pha, đây đèn pha 500W, thì khi mà buổi tối cô chú anh chị mình pha lên ánh đèn gọi lên thì rất rất là sáng luôn. Và căn nhà của mình là nổi bật nhất trong khu này luôn, gọi là bậc nhất luôn, với những cái lục bình bằng bê tông hết 100% luôn nha cô chú anh chị, lục bình bê tông hết 100%, rất là ok. Đó, đèn trang trí rồi đèn trần luôn, đầy đủ hết cho gia đình mình. Đó rồi thì vào bên trong đây cô chú anh chị có được là một cái nhà vệ sinh và phòng tắm riêng biệt luôn nha. À, lúc nào trong nhà vệ sinh cũng có gạch đồng tiền, thì vào bên đó là mình ngẫm nghĩ đến tiền nha cô chú anh chị nha. Đấy, gạch đồng tiền rất là dễ thương, với một cái hệ thống kính đó, mình có thể là dán mờ nha cô chú anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Và một cái trụ
trụ massage, rồi có bồn inox 304, bồn lavabo, rồi bồn cầu liền khói nguyên khối luôn, rất là tuyệt vời cho gia đình mình đó. Vào căn nhà với những cái chi tiết rất rất là ok. Và ở đây thì bên Tâm nó là chống thấm và sơn, đây là sơn xịn hết cho gia đình mình nên rất là bóng luôn nha cô chú anh chị đó, để đưa đến gia đình mình một căn nhà vừa đẳng cấp vừa hợp lý thì quá là tuyệt vời rồi. Mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 2 để mà mình tham quan căn nhà. Và hiện tại Tâm đang đứng trên lầu 2 của căn nhà đó, thì cô chú anh chị đi lên cầu thang rất 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 là tuyệt vời và thoải mái luôn. Tất cả hệ thống cầu thang cô chú anh chị thấy dày, rất là dày luôn, và nguyên bản nguyên khối luôn nha cô chú anh chị, không phải là cắt ra mà là nguyên khối, chỉ cần xé giấy ra là bên Tâm ốp lên thôi, rất là tuyệt vời luôn. Rồi thì lên đây thì cũng có chiếu nghỉ gạch đồng tiền đó, lúc nào mình cũng có tiền chảy đầy dưới chân mình hết nên rất rất là tuyệt vời luôn đó. Rồi khu vực đây là phòng ngủ thứ ba dành đến cho gia đình mình, cũng 25 m², rất là rộng luôn. Và tất cả hệ thống dây chờ máy lạnh nè, đèn ngủ nè, và hệ thống đèn led, đèn lon đầy đủ hết cho gia đình mình, với hệ thống cửa sổ ba cánh rất rất là tuyệt vời cho gia đình mình luôn. Và ở đây cô chú anh chị mình cứ yên tâm, cứ thoải mái để mà mình tận hưởng những cái cuộc sống của mình tại vì mình đã làm hết khoảng thời gian trước đó để mà mình có được một cái số tài sản, mình mua được một căn nhà ưng ý và thoải mái thì ở rất rất là tuyệt vời cho gia đình mình. Rồi đây là một cái nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn cô chú chị đó, và tất cả hệ thống nhà vệ sinh đều có gạch đồng tiền nha, bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen và nguyên khói bảng để mình có thể là tắm rửa, tắm rửa rồi mình có thể là massage đó, rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì có hệ thống ổ cắm, dây cáp tivi đầy đủ hết cho gia đình mình, rất là ok ha. Rồi từ dưới lên trên thì cô chú anh chị thấy là tất cả đều là cửa nhôm sinh pha kiến cường lực mà, để cho gia đình mình có một cái khoảng riêng cư tư đó, rất là ok. Rồi đây là phòng ngủ thứ tư dành đến cho gia đình mình đó. Thì căn nhà này phù hợp với một cái đại gia đình khoảng là 8 thành viên, 12 thành viên trở lên thì quá là tuyệt vời, nhà ở hướng nam nữa cô chú anh chị đó. Rồi thì ở đây thì cũng có dây chờ máy lạnh ống đồng nè, rồi có là đèn ngủ luôn, và nhà vệ sinh bên trong để dành đến cho gia đình mình, rất là đẹp luôn đó. Thì đây là ban công nhà mình, cho gia đình mình một cái cảm giác rất là thoải mái luôn, đầy đủ hết là được ốp đá bóng kiến, đá hoa cương đây, rất là đẹp luôn. Và tất cả đều là trụ bê tông hết nha cô chú anh chị, trụ bê tông hết. Đây là hệ thống đèn pha đó, cô chú anh chị thấy không, hệ thống đèn pha và đổi màu luôn nha đó. Thì mình thấy đèn pha đổi màu không cô chú anh chị đó, đèn bên trong đổi màu rất là đẹp. Buổi sáng thì không thấy mà đèn mạnh đâu, buổi tối đèn rất là sáng luôn và rất là tuyệt vời. Thì căn nhà này á, nguyên một cái khu vườn sống này, rất là thoải mái cho gia đình mình. Và ở đây thì cô chú anh chị mình rất 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 là tuyệt vời luôn, gần chợ, trường học, bệnh viện chỉ 5 phút thôi thì quá là ok. Rồi thì đây là nhà vệ sinh bên trong, khép kín trong phòng ngủ luôn nha cô chú anh chị đó. Thì cũng có những cái gạch đồng tiền và nguyên khối bảng massage đó, rất là tuyệt vời, bồn cầu vuông nguyên khối luôn. Và đây là bồn lavabo với hệ thống vòi xịt, tất cả đều là bằng đồng đó, đồng rất là đẹp luôn cho gia đình mình và cao cấp, rất là cao cấp nha. Mời cả gia đình mình lên trên lầu 3 và lầu cuối cùng nha cô chú anh chị. Thì khi mà lên tới lầu cuối cùng đó, lầu cuối cùng là, thì cô chú anh chị thấy là có bộ phận là giếng chờ, hay giếng chờ đây thì cũng giống như là một cái căn nhà mà có long mạch vậy ở giữa nhà để tăng thêm phần sinh khí đó. Lầu trên cùng thì tăng thêm phần sinh khí rất rất là thoải mái cho gia đình mình đó, để cho gia đình mình có được một nơi để có nắng, có gió và có không gian sống rất là thoải mái lùa vào bên trong. Rồi ở khu vực đây đối diện với lại cầu thang thì có nơi để thờ phượng đó, một cái phòng thờ nho nhỏ dành cho gia đình mình, rất là tiện và rất là phù hợp, ok đó. Rồi sau đó là ở bên trong là có một cái sân thượng sau rất là rộng luôn. Sân thượng này cô chú anh chị mình có thể tổ chức BBQ ngoài trời, giặt đồ nha, giặt đồ ở đây thì có ống nước vô, nước ra đầy đủ hết và ổ cắm
và mình có thể làm thêm một cái khung sắt như là những nhà xung quanh đối diện, rất là tuyệt vời luôn, và để mình treo lan, trồng lan. Đó. Thì ở đây thì nhà xây dựng rất là nhiều nha cô chú anh chị, nhà xây dựng rất là nhiều và kế bên mình cũng đang xây dựng nha. Đấy, đầy đủ hết cho gia đình mình, rất là đẹp luôn. Và ở trên sân thượng này Tâm ốp gạch là gạch tàu, gạch đỏ để mà mình chống trơn trượt và không bị đông rêu, đóng đông rêu đó, rất là tuyệt vời. Và tất cả đều có chiếu nghỉ ngay, tất cả đều có chiếu nghỉ đây. Chiếu nghỉ ở đây tất cả là gạch đồng tiền, rất là dễ thương cho gia đình mình ha. Rồi đây là phần sân thượng trước. Sân thượng trước đây mình có thể là trồng cây, rồi mình có thể là nhậu, tổ chức tiệc nướng ở ngoài trời. Ở đây thì quá là tuyệt vời. Và tất cả đèn trần ở đây to bành chi luôn cô chú anh chị, to bành kia luôn, to hơn Tâm nữa đó. Và ở trên đây thì cũng có là vòi sen, vòi xịt để mình có thể tưới cây, tưới cây và rửa sân ở đây rất là tiện luôn. Và tất cả cô chú anh chị thấy tất cả đều là bê tông 100% hết, bê tông kiên cố và chắc chắn, đảm bảo cho gia đình mình rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là gia đình mình cũng có thể là một hệ thống cửa nhôm sinh pha như là nhà bên Tâm đã bán rồi đó, cửa nhôm sinh pha như nhà bên Tâm đã bán rồi đó cô chú anh chị nha. Làm rất rất là đẹp luôn, nguyên một hệ thống cửa nhôm sinh pha thì mình được một cái phòng nữa, một cái phòng mình có thể lắp máy lạnh nữa, thì cô chú anh chị thấy là rất là tuyệt vời. Phòng đó mình làm riêng biệt để làm phòng karaoke, phòng bay thì quá là ok nha cô chú anh chị nhé. Rồi thì Tâm sẽ tóm lược lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện và nằm trong khu đô thị mới 5 sao, một khu sinh thái an cư đầu tư rất là tuyệt vời luôn. Và căn nhà này nằm trên đường số 5 nha cô chú anh chị, với một cái lâu đài rất là đẹp, xây dựng riêng biệt luôn. Và ở đây thì căn nhà này tặng full hết nội thất từ A tới Z. Cô chú anh chị mình thấy những gì trong nhà thì mình tặng hết nha, cái đó nha cô chú anh chị, trừ Tâm ra thôi ha. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 6, dài 15m, kết cấu 1 trệt 3 lầu, bê tông cốt thép 100%, có bản vẽ thiết kế thi công, nghiệm thu công trình đầy đủ hết cho gia đình mình. Ép cọc bê tông là 7m và nhồi 2 cọc là 14m với 36 tim cho gia đình mình, một cái hệ thống, một cái căn nhà kiên cố chắc chắn ở vĩnh viễn lâu dài 100% luôn. Đó. Và ở đây cô chú anh chị mình yên tâm về tất cả về thi công cũng như là quản lý công trình, ở đây Tâm bảo hành đối với căn nhà này là 20 năm luôn ha cô chú anh chị. Đó, thì ở khu vực đây á, cô chú anh chị mình có được một cái không gian sống rất là thoải mái vì nằm trong khu đô thị. Đó, đường số 5 nữa, và đường trước nhà đây là đường 10m chán nhựa, đường thông luôn, mình có thể kinh doanh mua bán rất là thuận tiện cho gia đình mình. Với một cái thiết kế là một trệt 3 lầu với kiểu dáng là lâu đài thì cô chú anh chị thấy một căn nhà quá đỉnh luôn. Với công năng sử dụng là vỉa hè của mình là 3m, sân trước của mình là 3m và sân sau của mình là 2m. Đó, và căn nhà với phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ và 2 sân thượng trước sau. Rất rất là tuyệt vời, với hướng nhà là hướng Nam thuộc về Đông Tứ Mệnh dành đến cho cô chú anh chị luôn. Và giá của căn nhà này chỉ có 4.800.000 thôi, còn thương lượng vay ngân hàng được 50-70% giá trị nhà. Cô chú anh chị nhanh tay sở hữu căn nhà, tặng full hết nội thất từ A đến Z, từ Á đến Âu cho gia đình mình. Và cô chú anh chị nào á, mà chưa đủ điều kiện, mình có thể vay ngân hàng thêm 50-70% thì rất là tuyệt vời luôn. Và lãi suất chỉ có là 9% một năm thôi. Đó. Và cô chú anh chị nào á, mà mình chưa đủ điều kiện nữa và mình sợ đóng ngân hàng, lãi ngân hàng, thì mình hãy mua những căn nhà từ vài trăm triệu, 1 tỷ mấy, 2 tỷ mấy, 3 tỷ mấy, 4 tỷ mấy, 5 tỷ mấy, bên Tâm đều có hết để cho mình có thể chọn lựa. Vào dịp cuối năm này bên Tâm đang kẹt vốn rất là nhiều để trả, thu hồi vốn và trả công thợ cho thầu và thợ thầy. Thì nếu cô chú anh chị nào mà thích những căn nhà nào, bên Tâm sẽ bán giá rất là hữu nghị để cho gia đình mình có được một căn nhà an cư lạc nghiệp và dịp cuối năm để có một khoảng thời gian sum vầy với lại gia đình, đoàn viên với lại gia đình thì quá là tuyệt vời luôn. Thì căn nhà này là 4.8 nha cô chú anh chị nha, còn thương lượng và tặng hết nội thất từ A tới Z cho gia đình mình luôn, với một cái mức giá rất là hữu nghị cho gia đình mình trong khu đô thị mới 5 sao. Thì nhanh tay gọi đến số điện thoại bên dưới video nha cô chú anh chị. Và nếu yêu mến Tâm và thích những mẫu nhà bên Tâm đưa đến cho gia đình mình thì hãy đăng ký, like, share, comment kênh của Tâm nhé. Và điều đặc biệt nữa, hãy giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp
Những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư hãy giới thiệu cho Tâm. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc gia đình mình sớm tìm được căn nhà ưng ý nhất, phù hợp nhất. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.